Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít Thái cập nhật sáng ngày 15 tháng 9, 2024. Giá hôm nay đi ngang. Tại khu vực Tiền Giang, kem nhất 30, kem nhì 20, kem ba 10.000, mít chợ 4.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, mít nhất 29, mít nhì, kem nhất chứ, kem nhất là 29 nha bà con, kem nhì là 19, kem ba là 9.000, mít chợ là 4.000. Hiện tại kem nhất lấy từ 8kg trở lên, kem nhì lấy từ 6kg trở lên nha. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem nhất 28, kem nhì 18, kem ba là 8.000, mít chợ 3.000. Vĩnh Long, Trà Vinh, kem nhất 28, kem nhì 18, kem ba là 8.000, mít chợ 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 27, mít nhì 14, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất 28, mít nhì 15, mít chợ 3.000.